Trên công viên đã xuất hiện những cái cọc cọc tre để phân lô cho các nhà vườn để bốc lô để trưng hoa bán Tết đó. Chờ hoa đây mọi người, chờ hoa Tết, hoa xuân trước mặt kinh thành Huế đó. Có những buổi chiều hàng chạp còn có những cái con diều tuổi thơ vẫn bay trong quảng trường Ngọ Môn. Vào một buổi chiều tại trường Ngọ Môn rất đông người. Hoa đào, hoa mai, gió chiều, gió chiều, lưu luyện bao nhớ thương, tiệc tơi xuân, chiều là chiều cuối tuần cho nên là các bạn trẻ tìm đến những nơi có quang cảnh đẹp, họ đi du xuân nữa. Du xuân sớm ngày hôm nay 11 tháng chạp đó, cảnh đi du xuân tại kinh thành Huế tại Đại Nội Huế rất chi là đông. Chà, người quá trời người lắm, giống như là những ngày Tết đó đó, người ta đi du xuân quá nhiều lắm. Trời ơi. Ngày cuối tuần chà vợ tình chứ, tại quảng trường Ngọ Môn cùng với các tuyến đường quanh thành nội, quanh Đại Nội, áo dài khoe sắc. Hãy tin đến như qua chiều mai là tiết trời ở Huế nhiệt bắt đầu thay đổi rồi, sẽ có mưa lạnh gắt đó mọi người. Đêm 22 tháng 1 ngày hôm nay 21 đó, tối mai bắt đầu trời trời đó, thì Huế sẽ đón được mưa lạnh. Rồi bắt đầu ngày 23 trở đi lạnh lắm, rất đậm rất hai luôn. Chiều nay đi trên đường Huế cũng có gió, gió đông xe lạnh đó mọi người đó, và rất đông người đi lại du xuân. Đây gọi là du xuân rồi đó. Bất ngờ luôn em đi vào đường thành nội mà thầy nhìn vào trường Ngọ Môn là bất ngờ lắm, quá đông lắm, áo dài khoe sắc du xuân á. Cũng như những ngày qua tại các chợ, đặc biệt là chợ Đông Ba, Đông Ba Gia Hội, trời ơi đi ngang lúc nào cũng đông. Cuối tuần là dịp cuối tuần các bạn trẻ đi tranh thủ du xuân, hỗ trợ đi cùng được cả cái sắc màu của hoa giấy,
bánh trái mứt mòn cũng bắt đầu bày bán các chợ đó đó, chợ Thuận Hòa. Không biết như ngày tới thì tiệc tươi có được phố rạo và có những cái hình ảnh đẹp để mà du xuân nữa hay không. Giờ hiện tại là những ngày qua Huế tiệc tươi rất là đẹp, phù hợp cho người đi du xuân đó. Đó, trời con trời cải đi vui chơi rồi đó, không cần phải đến Tết đâu, rất đẹp. Hay là thời tiết đẹp sau khi mà qua những ngày Tết rồi thì người ta vẫn đi du xuân như thường, không kỳ nữa. Em vừa đi qua đường Lê Hùng, bây giờ em về qua đường Đặng Thái Thân, mọi người là phía sau của đại nội đó. Những cửa hàng bắt đầu chính hóa bản đó. Khả năng là khoảng tầm 20 bắt đầu chờ hóa được bày bản đó. Tuần nữa, Đó, chà, toàn luôn. Còn nào dài à, đang dạy TikTok hả? Bây giờ những cái trao lưu, những cái bài dạy tại các cái địa điểm nổi bật đẹp, người ta ra có những cái địa nhảy của em phải ống tay, chào ống tay vậy là mấy gì á? Đó, nhìn người lớn có người nhỏ. Đó, nhảy tưng bừng luôn đó, có thể là những cái bài nhảy của chức vụ làm cảnh làm phim á, nhìn cũng mắc cười mà nhìn cũng rất là hay, thú vị. Vậy chứ như là một diễn viên, bài này không đạt rồi dạy lại bài khác đó, cũng mệt đó. Mệt gì đó. Em thấy em mắc cười quá. Vui anh làm vui quá. Đẹp thì hàng đi đôi với cái vui nữa. Nhưng mà người lần tôi định nhảy mình thấy vui. Dù cũng được dẻo dai mềm mại cho lắm nhưng mà cũng tập hết mình rồi đó. Đường chiều gió cũng khá là lớn đây. Rồi nhìn con đường mua sắm mái xúc lón nè, đường tiên hoàng và những con đường mua sắm ảo phân dịp Tết này. Đường này đi ngược đường cho nếu không đi được là nhiều hình ảnh đẹp cho bà con thấy lắm. Chiều này là cảnh hoàng hôn đẹp tại kinh thành đại nội Huế thì chắc chắn sẽ thu hút nhiều người đi
sắp phí du xuân đó, dạ họ du xuân cho nghe dạ du xuân. À còn đây là chỗ mua sắm đó, còn có khách vô ra là vui rồi, ngày nay bắt đầu đi mua sắm được rồi đó, chờ gia đình đi mua sắm rồi đó, đó những niềm vui như vậy thôi. Quảng hàng có người vô người ra, học quân phép về cũng nhiều nữa, bài bản rất như là nhiều luôn, đa dạng màu mạ. Tuy nhiên thì cũng có một vài cửa hàng cũng là ít khách đó, nhưng không sao, được thì cho hết đợt mai thì đến được khác chứ, có thể là ngày nay có khách thì ngày mai có khách. Đầu đường ngã tư của đường Kim Hoàng và Mai Thạch Loan thì là một hai cái cửa hàng cà phê, tiệm cà phê cũng như đối diện nhiều khách lắm đó. Bình sắt súng. Mong bà con mua bán khách vô ra đều đặn nó ấm, có cái tết gọi là ấm nó đó, trang trại biết là mặc dù những năm qua là kinh tế khó khăn, người đi mua sắm chắc cũng ít lại nha, mong những ngày tết cũng ít nhiều buôn bán cũng được. Đó, những hình ảnh thân quen tại các tuyến đường nội thành, đầy đủ sắc màu phục vụ bà con đó. Những ngày này đi chưa bắt gặp hình ảnh là cúng kiến cho 20, khả năng có 20 thì sẽ bắt gặp những hình ảnh là những hình ảnh bà con cúng tất niên và chào cùng cúng kiến đầy đường nữa, vui nhộn quá. Chỉ có năm còn lần dịp những ngày cuối tháng chạp tết đến xuống về mới gặp bắt gặp thôi, có hình ảnh đó. Dạ có nhiều mọi buồn phiền âu lo là ngang đó là đều bỏ qua hết, còn chào năm mới mong mọi sự đều mới phát triển hơn. À hôm nay đó em vừa thấy một lễ cúng, đúng rồi hôm nay là lễ cúng của ngày cúng tổ vô tổ của ngành thơ máy đó. À dạ đúng rồi, ngành thơ máy hôm nay ngày 11 hả, vô tổ ngành máy đó. Cửa Đông Ba phụ nữ đi xích lô nữa nè, chờ một xe hàng ghê chưa, giỏi chưa, có nhiều người mạnh mẽ lắm, đạp nguyên một xe luôn, chờ nguyên một xe hàng luôn, tập thì thế luôn á, rất là mạnh mẽ. Em đi ra đường Đào Duy Từ lên cầu Đông Ba,
cao cao bên cửa sổ có người ngồi tập gym trên tầng lầu. Cảnh chiều bên dòng Đông Ba. Qua 15 dặm trở lên là bắt đầu mới thấy cái cảnh nông nao đẹp nhất của những người có gia đình hay là người thân đi làm ăn bên ngoài. Dạ, nông nao lắm đó. Đây đường Nguyễn Chí Thanh, buổi chiều tháng chạp. À, lê cũng chiến rồi, à, cũng tổ thở máy đó, được chưa tìm thở máy, tìm máy, tìm chỗ máy vàng, đua nhau khoe sắc rồi, phun trà cái xe rồi, ra đây. Sắc màu của ngày Tết rực rỡ luôn, tại các cửa hàng làm hoa giấy rồi cũng đồ trưng. Trời ơi đẹp chưa. Từ ngón táo sắc màu này thì bán ngang hết ngày 23. Vì đa số là cũng để tìm đưa tạp quân cho mọi người thay mới. Dòng người vội vã đi làm về buổi chiều chứ chưa phải vội vàng theo kiểu ngày Tết, nhưng mà thầy đang mà chạy vào được luôn. Xe chạy vào được cho mọi người đó, áo áo luôn. Em bò đây một cái ngọt tuyệt thông qua đường Chi Lăng thăm làng thăm xóm. Đây công trình cái trường học mà lâu năm trường Gia Hội học kiến trúc dưới cái nhà thi đấu, à cả nhà thi đấu của trường cấp 3. Việc này từ đường Nguyễn Chí Thanh sẽ thông qua đường Chi Lăng. À đây là khu vực này là của trường học cấp 3. Đó, quán cà phê rồi chiên trang hoàng ngày Tết, sắc màu Tết hết đó đó. Trời, hàng chợ tàu trong vườn là những cái dừa, cái hoa. Đó, nhìn ra nhớ Tết nó dữ. Dạ, nhìn như vậy là nhớ Tết dữ luôn đó. Cái hoa trong vườn bắt đầu rồi đua nhau nở búng lọc đấm chồi đó. Đó, mùa xuân nhạc lên luôn. Vậy đó mà ai đi xa thì còn nhớ về không ạ? Người đi xa lo về. Việc này mật độ người dày đặc, nhà cửa sáng sạc.
Kiệt 271 Chi Lăng. Phường Giá Hội bây giờ chi đen ạ, hàng quán mà trang hoàng sắc màu tẹt tẹt cho mọi người. 1996 à, một cửa hàng, một cái tiệm cà phê đó, hàng tưởng đô đồng cái trang hoàng của lễ cưới. Họ ra là trang hoàng cho ngày Tết ngày xuân đó, rực rỡ luôn. Đường Chi Lăng dạ. Đường chiều chủ nhật thường hơi vắng. Và đường Chi Lăng này dạ. Kẹt côn đây mọi người. Giờ này đâu không đậm cửa. Bỏ về đậm cửa. Ngưng hoạt động. Hẹn gặp lại ngày mai. Hàng rong ăn món gì đó theo nằm rắm ít á, ăn về ăn rồi phải đi ngang là mời á, mày gì á, ngồi bàn hàng rong theo nằm rắm ít lọc. À, gần Tết rồi, những cửa hàng những tiệm rửa xe máy đóng khách này thay nhau đi rửa cho mới. Chi Lăng mà hướng lên Đông Ba đấy mọi người dạ. Yeah. Lên nhưng phải đi về. Họ càng đi lên thì càng số bộ. Như vậy là một buổi chiều cuối tuần khá là ảm đạm tại đường Chi Lăng. Yeah. Bà con ấy đi lại một buổi tuần nghỉ nên là giờ đi làm đảng ra là giờ đi là đông đúc ghê lắm, ngày cuối tuần người ta nghỉ á, cho nên đường phố có hơi vắng. Dạ. Yeah. Ra gió lên đến cầu Giá Hội lại giọt chiều. Đó, bên cầu Giá Hội mọi người thấy nè. Áo dài áo ngắn sắc màu của
Phải em đi mấy chị đi du xuân. Rực rỡ luôn, từ đây cho đến bên chợ Đông Ba là những sắc màu áo dài của mấy ó, mấy ó con gái Huế đó, selfie đó. Và chợ Đông Ba này đã xuất hiện một ống rồng rất là lớn, biểu tượng của năm Giáp Thìn, năm 2024, rồng vàng, một ống rồng rất là lớn nằm tại công chính của chợ. Dạ, thu hút lắm những người đi qua. Ông rồng đó, ông rồng chờ đông ba hôm nay là được thu hút nhất đó. Nhiều sắc màu áo dài, ai đừng lại selfie đẹp khoáng thế bỏ qua. Ông rồng thật sự là hình ảnh du xuân của bà con xứ Huế đã trôi dày ra đó. Dạ, đó, siêu thị thì đua nhau giảm giá đưa hàng ra trước sân về bán đó. Siêu thị điện máy giảm giá cuối năm có hai ông rồng lần nơi. Tại siêu thị Cốc Mafia đã xuất hiện rồng cách đây 10 ngày nửa tháng trước đây. Thế giờ đua nhau giảm giá của nó phục vụ cho bà con đó. Cả đường Trần Hưng Đạo sau khi qua chợ Đông Ba thì khu vực này nhiều cửa hàng bán áo quần. Đồ lạnh vài ngày này khả năng sẽ bán được, vài ngày qua thì nắng ẩm thôi, không lành lắm, nó vài ngày nữa làm đi sẽ bán được đó. Đây là những gian hàng chè Huế 20 món, khá là đông khách mỗi chiều tối và phải rập Hưng Đạo. Chà, với những hình ảnh chiều nay Huế tuyệt vời cùng em dịu có hoàng hôn ngày 21 tháng 1, cũng là ngày 11 tháng 10, em lang thang để bà con biết thêm Huế, là một buổi chiều nữa phải hoàn cảnh, phải quan cảnh và hình ảnh của bà con đi du xuân tại các địa điểm. Yeah, hy vọng mọi người cũng biết thêm hệ công em nha. Bây giờ em xin kết thúc video, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin xem mọi người đừng quên nhấn like, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới em cập nhật về Huế.
Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.